Tướng sai khác của bậc cực hỷ có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của năm loại mắt có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của sáu phép thần thông có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của 10 lực Như Lai có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của 32 tướng đại sĩ có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của 80 vẻ đẹp phụ thuộc có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của pháp không quên mất có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của tánh luôn luôn xả có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của trí nhất thiết có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của phàm phu ngu si có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của tùy tín hành, tùy pháp hành, đệ bát dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác đại bồ tát như lai ứng chánh đẳng giác có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của pháp thế gian, xuất thế gian có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của pháp hữu lậu, vô lậu, pháp hữu vi, vô vi có thể nắm bắt được chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không, bạch thiện thệ, không, trong không tánh, tất cả tướng sai khác đều chẳng thể nắm bắt được. Phật dạy, này thiện hiện, do đó nên biết, pháp tánh bình đẳng, chẳng phải sắc, chẳng lìa sắc, chẳng phải thọ tưởng hành thức, chẳng lìa thọ tưởng hành thức, chẳng phải nhãn xứ, chẳng lìa nhãn xứ, chẳng phải nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Chẳng phải sắc xứ, chẳng lìa sắc xứ, chẳng phải thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng lìa thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải nhãn giới, chẳng lìa nhãn giới, chẳng phải nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng phải sắc giới, chẳng lìa sắc giới, chẳng phải thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng lìa thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng phải nhãn thức giới, chẳng lìa nhãn thức giới, chẳng phải nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng phải nhãn xúc, chẳng lìa nhãn xúc, chẳng phải nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng phải các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải địa giới, chẳng lìa địa giới, chẳng phải thủy hỏa phong không thức giới, chẳng lìa thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải nhân duyên, chẳng lìa nhân duyên, chẳng phải đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, chẳng lìa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, chẳng phải các pháp từ duyên sanh ra, chẳng lìa các pháp từ duyên sanh ra, chẳng phải vô minh, chẳng lìa vô minh, chẳng phải hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ, yêu não, chẳng lìa hành cho đến lão tử, sầu than khổ, yêu não, chẳng phải tham, chẳng lìa tham, chẳng phải sân si, chẳng lìa sân si, chẳng phải các kiến thú, chẳng lìa các kiến thú, chẳng phải bốn tịnh lự, chẳng lìa bốn tịnh lự, chẳng phải bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng phải bốn niệm trụ, chẳng lìa bốn niệm trụ, chẳng phải bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải pháp môn giải thoát không, chẳng lìa pháp môn giải thoát không, chẳng phải pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải pháp không nội, chẳng lìa pháp không nội, chẳng phải pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, chẳng phải thánh đế khổ, chẳng lìa thánh đế khổ, chẳng phải thánh đế tập diệt đạo, chẳng lìa thánh đế tập diệt đạo,
chẳng phải bố thí ba la mật đa, chẳng lìa bố thí ba la mật đa, chẳng phải tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã phương tiện thiện xảo, diệu nguyện lực trí ba la mật đa, chẳng lìa tịnh giới cho đến trí ba la mật đa, chẳng phải tám giải thoát, chẳng lìa tám giải thoát, chẳng phải tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng phải tất cả pháp môn đà la ni, chẳng lìa tất cả pháp môn đà la ni, chẳng phải tất cả pháp môn tam ma địa, chẳng lìa tất cả pháp môn tam ma địa, chẳng phải bậc cực kỳ, chẳng lìa bậc cực kỳ, chẳng phải bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chẳng lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Chẳng phải năm loại mắt, chẳng lìa năm loại mắt, chẳng phải sáu phép thần thông, chẳng lìa sáu phép thần thông, chẳng phải mười lực Phật, chẳng lìa mười lực Phật, chẳng phải bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng lìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng phải 32 tướng đại sĩ, chẳng lìa 32 tướng đại sĩ, chẳng phải 80 vẻ đẹp phụ thuộc, chẳng lìa 80 vẻ đẹp phụ thuộc, chẳng phải pháp không quên mất, chẳng lìa pháp không quên mất, chẳng phải tánh luôn luôn xả, chẳng lìa tánh luôn luôn xả, chẳng phải trí nhất thiết, chẳng lìa trí nhất thiết, chẳng phải trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải phàm phu ngu si, chẳng lìa phàm phu ngu si, chẳng phải tùy tín hành, tùy pháp hành, đệ bát, dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, đại bồ tát, như lai ứng chánh đẳng giác, chẳng lìa tùy tín hành cho đến như lai ứng chánh đẳng giác, chẳng phải pháp thế gian xuất thế gian, chẳng lìa pháp thế gian xuất thế gian, chẳng phải pháp hữu lậu vô lậu, pháp hữu vi vô vi, chẳng lìa pháp hữu lậu vô lậu, pháp hữu vi vô vi. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp tánh bình đẳng có phải là hữu vi, có phải là vô vi? Phật dạy: Này thiện hiện, pháp tánh bình đẳng chẳng phải là hữu vi, chẳng phải là vô vi, nhưng lìa pháp hữu vi, pháp vô vi chẳng thể nắm bắt được, lìa pháp vô vi, pháp hữu vi cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, hoặc cảnh giới hữu vi, hoặc cảnh giới vô vi, hai cảnh giới như thế, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, vô sắc, vô kiến, vô đối, nhất tướng, đó là vô tướng, tất cả như lai ứng chánh đẳng giác, nương vào thế tục mà nói, chứ chẳng y cứ vào thắng nghĩa. Vì sao? Vì chẳng phải trong thắng nghĩa có thể có thân hành, ngữ hành, ý hành. Chẳng phải lìa thân hành, ngữ hành, ý hành mà có thể nắm bắt được thắng nghĩa. Này thiện hiện, nên biết chính pháp tánh bình đẳng của hữu vi vô vi gọi là thắng nghĩa. Cho nên Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng động thắng nghĩa mà hành hạnh Đại Bồ Tát, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.